Hello các bạn, trở lại với kênh review sách này của mình hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Khu vườn của ngôn từ, một tác phẩm cũng rất là kinh điển đến từ tác giả Shinkai Makoto, một cái ông đạo diễn anime movie cũng khá là nổi tiếng ha. Có cái bìa rất là xanh mượt, một cái câu thơ, mình nghĩ là thơ cổ văn của Nhật để bọc lại cái xung quanh cái bọc sách này. Ở cái bọc có thêm một cái bọc nữa ha. Thì ở đây các bạn thấy cái phần này được in dập nổi lên cái chữ khu vườn ngôn từ rất là đẹp. Xuyên suốt sau đây là một cái cảnh khu vườn nơi mà cặp nhân vật chính này họ ngồi ở đây, họ có những cái buổi nói chuyện cúp tiết trung học đó. Ra đây ngồi nói chuyện và nên duyên kiểu vậy. Thì ở đây có mấy hình mấy cái lá, mình thích mấy cái lá ở đây nè, nó làm rất là kiểu nên thơ kiểu mùa hè mà kiểu mưa rơi nhìn nó rất là xanh mát luôn. Nhìn nó không bắt mắt bằng cái bìa ở ngoài lắm. Mà nó hay kiểu tối giản. Mình có thêm một cái bút mát ở đây, thì nó là cái hình ảnh của đôi nhân vật chính này. Lát nữa mình sẽ nói tới. Đây là một câu chuyện xoay quanh những cái mối quan hệ, những cái cuộc sống mà nó chứa đựng rất là nhiều cái bí gọi là trắc trở trong cái xã hội Nhật Bản. Có thể cho là anh thanh niên, cậu bé đam mê làm nghề đánh giày đi, đánh giày tên là Takeo, và cũng là chính là cái anh chàng nhân vật chính trong cái hình ở đây, Takeo, và cô giáo trẻ dạy ở trường cấp 3, Yukino, một cô gái với ngoại hình rất là thanh thanh tao và rất là xinh xắn ở cái trường, ở đâu được rất là nhiều người yêu thương ha. Và cậu nhóc Takeo này còn có người anh trai là So và có người bạn gái là Rika, một cô nền nữ sinh trường nghệ thuật sân khấu và điện ảnh gì đó, mong muốn được làm diễn viên kịch. Hai anh chàng này có một người mẹ nghiện rượu, chính vì cái thói quen nghiện rượu và của bà mẹ là ảnh hưởng tới người con, thì người anh hơi có phần gọi là ngỗ nghịch chút xíu, cũng không không khe gì bà má lắm, nhưng mà con nó ở gần bà má nhiều hơn, thế là nó bị nhiễm cái thói quen là phục vụ cho mấy bà chị mấy bà thím lớn tuổi uống rượu. Và nó có một niềm đam mê mãnh liệt, đó chính là và nó ở gần thì nó sẽ tự nhiên nó thích mấy cái món đồ của bà, thì nó thích thằng Taco này, nó thích mấy cái như là mấy cái đôi giày đôi guốc của phụ nữ á. Từ từ bắt đầu nó lớn 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 dần thì nó có cái niềm đam mê, bắt đầu nó phân loại sắp xếp và bắt đầu nó tìm hiểu về giày, bắt đầu nó đam mê đóng giày. Thì cái câu chuyện này rơi vào cái khoảng mùa hè của Taco, thì Taco nhưng ngày thì thanh niên này có quan niệm là ngày mùa thứ buổi sáng trời mưa sẽ cúp học. Vô tình trùng hợp cái thời điểm mà Yukino cô này cũng đang chán đời, cũng đang bất đồng với xã hội trường gì đó, cái những cái vấn đề khúc mắc trong cuộc sống cổ, mình cũng lao đầu ra đây một cái khu gần gần khu vực của họ, một cái khu vườn theo kiểu Đài Loan, có cái mái hiên này nè. Thì thông thường bạn có phim Trung Quốc á, phim Hồng Kông mà hay thấy mấy cụ già ở đây đánh cờ luyện tai chi yoga gì đó thì hay ra đây. Thì nó vô tình ở khu Nhật Bản này lại có cái khu vườn kiểu này, và trời mưa hay là họ chui đi trú mưa này, mới đầu có những cái mối quan hệ cũng hơi rất là mắc cười. Thì ta kêu thấy cái bà thím bà chị này cứ sao cứ ngồi uống bia này nó thứ, là cũng có những lần trò chuyện và từ từ sao phát sinh tình cảm. Vẫn không thích cái kiểu hành văn viết văn của cái ông Shinkai Makoto này lắm, mặc dù nhiều người rất là khen hay. Mới đầu khoảng 50% cuốn sách này mình đọc mình không thích cái kiểu viết văn này lắm, cho nên khoảng về sau bắt đầu từ nói về cái giai đoạn người anh Show và những mối quan hệ với bạn gái của ảnh là Rika đó, thì mình mới thấy bắt đầu hấp dẫn chút xíu. Và về sau thì cái miêu tả cái câu chuyện nó mới thực sự nó cuốn mình, khoảng khúc đầu thì mình không thực sự thấy hay. Và cái khá hơn vẫn cái lối kể chuyện đá qua rất là nhiều góc độ của mối nhân vật, nhưng mà cái hay của cái cuốn này so với năm City cái tinh dây á là ở cái mỗi đầu chương thì ông tác giả sẽ dành một cái đoạn thơ và một cái câu caption giống như là kể đây là cái phần cái mục này dành cho nhân vật đó, thì mình đọc mình sẽ dễ hiểu hơn so với cuốn năm series mấy trên dây. Thì nó là cái điểm mà mình khen khá hay là cải tiến so với, chắc là cũng có chịu lắng nghe so với cái cuốn năm series mấy trên dây, và thì cuốn này nó cải thiện được hơn rất là nhiều. Trải nghiệm là một Takeo và được đứng góc độ người nhìn là bạn trai cũ của Yukino, hay là bản thân góc độ người nhìn của Yukino, hay là cái con bé thảm hại Yukino, rồi góc độ của So và góc độ của mẹ của hai người đó là cái bà thím nghiện rượu đó, đó.
thì chúng ta sẽ được đứng ở góc độ của mỗi người, chúng ta sẽ nhìn thấy những cái suy nghĩ của mỗi người. Không hẳn là chúng ta sẽ ghét nhân vật đó, nhưng mà chúng không hẳn là chúng ta sẽ thích nhân vật đó hoàn toàn. Mình sẽ khám phá được chân dung, tâm hồn, cuộc sống của mỗi con người trong từng mỗi chương. Sự nghiệp mới đầu, như mình có nói, mình không thích cái phân đoạn của Takeo và Yukino. Mình thích cái đoạn của So và Rika, cái mối quan hệ của hai người đó nhiều hơn. Nó chân thật, nó gần như cuộc sống hiện tại của mình nhiều hơn. Nhưng mà khúc sau thì Phil bắt đầu nói rõ hơn về cái mối quan hệ cuộc tình và những cái ước mơ của Takeo muốn được đi Florence, cái nôi của nghệ thuật nước Ý á, làm để đóng học hỏi và đóng những cái đôi dài cho những cái chị em phụ nữ. Đầu khúc đó thì mình mới thấy khắc họa hình ảnh của Takeo nó rõ nét hơn so với khúc đầu là chỉ là cậu bé cúp học thôi. Thì đây là khúc sau này nó nói rất là rõ và mình thấy bắt đầu nó thì ra là cái cặp nhân vật chính này nó cũng rất là thú vị đấy. Xung quanh hai cái cặp mà mình thấy là chính và chính phụ xíu thì cũng có những nhân vật nó cũng rất là hay, cũng có những cái cốt truyện mà đáng bạn để có thể coi được. Thì không hổ danh là cái khu vườn ngôn từ trong những cái bộ anime movie rất là nổi tiếng của Shinkai Makoto. Bản khúc cuối, nhưng mà các bạn có thể biết là khúc cuối của phim, ngoài cái cảnh ở trong cái khu vườn này ra, thì khúc cuối của phim là một cảnh mà rất là kinh điển trong những cái bộ anime của Nhật luôn. Thì các bạn có thể search trên Google và có thể tìm kiếm cái bộ phim này để coi lại, các bạn sẽ biết là cảnh này cảnh gì. Kết thúc của cái cuốn truyện này nó có phần gợi mở cho các bạn, những độc giả có suy nghĩ như thế nào dành cho cái kết thúc là một cái những kết thúc mở đó. Nó khá là hay, nó đỡ buồn, nó đỡ bi kịch hơn như là năm series trên dây, cho nên mình đánh giá này là cũng là cái cuốn mà một có nhiều sự cải tiến trong cái lối sáng tác của Shinkai Makoto. Và đây là đánh giá sơ bộ cảm nhận của mình khi đọc xong cái khu vườn của ngôn từ, một có thể cho là một cái siêu phẩm của Shinkai Makoto, rất đáng để xem và rất đáng để đọc. Và bạn nào thích cái bộ này cũng như là tác giả Shinkai Makoto, cho mình xin một like, một share cái video này. Đừng quên cho mình để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận bên dưới về cái tác phẩm này ha. Hay là Shinkai Makoto chẳng hạn, một nút đăng ký, nút subscribe, nút chuông thông báo kế bên nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh mình và bạn muốn đón xem những cái video review sách khác nữa của mình. Bye bye, hẹn gặp lại.